trong buổi khám bệnh tình nguyện của cán bộ giảng viên sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình và các bác sĩ của các bệnh viện tại xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy. Nhiều người dân trong xã đến từ rất sớm để được tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Hoạt động này phần nào chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo. Chứ tôi cảm thấy đây là những việc làm vô cùng ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Đây là sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với lại cái lớp người như chúng tôi. Chúng tôi sẽ cảm thấy phấn khởi, tự hào và sẽ nỗ lực cố gắng để tạo mọi điều kiện cho thế hệ trẻ ngày càng phát triển. Cùng với khám bệnh, cấp thuốc miễn phí thì các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn huy động nhiều nguồn lực để chăm lo các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo. 5 năm qua, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh phối hợp tặng hơn 57.000 suất quà, hơn 20.000 suất học bổng cho các em học sinh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 9.000 người, tu sửa xây mới 24 ngôi nhà và hàng chục điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Nhiều mô hình được triển khai mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ như địa chỉ xanh tình nguyện, rửa xe gây quỹ từ thiện. Hoàn cảnh rất khó khăn thì hai mẹ con cứ dìu dắt nối nhau. Khi được nhận được quà của đoàn thanh niên thì tôi cảm động quá, xúc động quá. Để các hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực, các cơ sở đoàn đẩy mạnh và duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ, tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong cộng đồng dân cư, đồng thời kết nối các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để triển khai hoạt động tình nguyện, từ đó phát hiện những ý tưởng, địa chỉ tình nguyện, giúp mỗi bạn trẻ xác định rõ trách nhiệm, cũng như nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện khả năng, huy động tối đa nguồn lực xã hội, tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình công tác hàng tháng, từng quý và đã thông qua tại hội nghị ban chấp hành. Ban chấp hành đoàn khối cơ quan tỉnh cũng đã xin chủ trương của các đồng chí trong thường trực đảng ủy khối và ban thường vụ tỉnh đoàn để vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội đối với các xã nghèo trên địa bàn của tỉnh. Qua các chương trình thực hiện tình nguyện, có thể thấy rằng các bạn tuổi trẻ của nhà trường đã rất được ý thức được cái tinh thần trách nhiệm cũng như là ý nghĩa của cái việc làm của do đoàn thanh niên hội sinh viên trường đứng ra tổ chức. Và qua mỗi một cái chương trình như vậy thì các bạn đều tự xây dựng cho mình một cái định hướng phấn đấu, có một cái lộ trình học tập cũng như là có một cái tinh thần ngày càng cao hơn nữa, sẵn sàng cống hiến cái tuổi trẻ cho phục vụ cộng đồng cũng như là sự đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Các hoạt động tình nguyện là dịp để mỗi đoàn viên, hội viên thanh niên thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, hướng đến cuộc sống lành mạnh, có ích cho gia đình và xã hội, từ đó khẳng định được vai trò xung kích của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.